chẳng gian rối lòng lừa vì kiếp người sẽ vội qua. Mình biết chào tất cả các bác, thì hôm nay em sẽ lên một cái cấu hình. Cấu hình này là combo, cho các bác có nhu cầu mua trọn bộ tại Thắng Cao Audio. Thì combo này gồm một chiếc đẩy xe 9 các bác nhé. Chiếc đẩy xe 9 này class H, công suất là 800, xuất chỉ 800W một kênh. Đấy. Chiếc thứ hai đó là chiếc vang số các bác nhé, chống hú rít cực tốt và tiếng echo gì vật cực kỳ mềm mại. Các bác đã nghe cái tiếng hát em hát từ đầu video rồi. Chiếc TCA X5 các bác nhé. Đi theo một bộ như thế này thì kèm một đôi loa Yamaha KMS-1000 các bác nhé. Bass 25. Các bác có thể treo trong nhà các bác rất là thoải mái luôn. Công suất là 480W. Các bác có thể nhìn rất là đẹp các bác nhé. Dâu ngắn các bác nhé. Dâu ngắn hai chiếc màu vàng rất là đẹp. Thì bác nào có nhu cầu lấy một bộ combo như này thì em sẽ tặng các bác một chiếc mic có dây các bác nhé. Một chiếc mic có dây, chiếc mic mà em đang hát cho các bác nghe đó. Đây, chiếc mic đây, chiếc mic KTV các bác nhé. 1 2 3 4. Đây, chiếc mic KTV. Chiếc mic rất là đẹp các bác nhé. Mic này trị giá nó bán với giá là 500.000. Rất là đẹp. Dây dài 5m các bác nhé. Chỉ có tặng kèm với bác nào mua combo này các bác nhé. Rất là đẹp. Chiếc microphone. Một bộ này thì các bác dùng tạm thời như này đã. Còn bác nào muốn nâng cấp thêm có thể cho thêm lọc xì, hoặc là dùng nâng tiếng nữa. Lọc xì nâng tiếng. Với cục đẩy này chúng ta có thể ghép được hai đôi loa 325 như thế này. Đấy, chúng ta có thể ghép. Đây các bác có thể thẩm âm là rất là tốt rồi. Tiếng mic thì rất là ok. Còn vang này xử lý tiếng mic cực kỳ tốt, chống hú cực cực tốt luôn các bác nhé. Với combo này thì giá rất là bình dân. Các bác có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp hai số điện thoại của em: 01657159662 và 0943687690. Các bác nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của em, của bên em. Cảm ơn các bác.